Ok, hello, xin chào em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Chơi Được Fun. Thì sáng nay ấy, mình sẽ lại tiếp tục làm video recap lệnh cho anh em những lệnh mà mình đã vào trong cái ngày giao dịch ngày hôm qua. Ok, rồi thì hôm qua ấy là phiên đầu tuần thứ hai đúng không? Thì tiếp tục là cái chuỗi tăng của thằng EU này. Em đi này, M15 của EU nhá. Thì lúc này nó vẫn là sóng uptrend thôi, anh em đồng ý không? Và sóng cái nhịp điều chỉnh của nó từ tuần trước này, nó về nó chạm cái PY extreme này này và nó hình thành cái cấu trúc eternal này. Ok anh em, đúng không? Thì cái plan giao dịch ngày hôm qua mình có chia sẻ cho anh em ấy, đó là gì? Một là giá nó có thể là tiếp tục nó tăng lên sau khi nó chạm cái PY này rồi và tiếp tục đẩy lên và nó sẽ hướng về cái đỉnh swing high ở bên trên, cái vùng giá bên trên này này. Anh em nhá, nó đóng nến qua sẽ là BUS được chưa anh em, và trường hợp mà nếu mà quét dầu qua thì em lại sell counter xuống theo những cái nhịp ngắn hạn. Và còn cái plan thứ hai là gì, là nó có thể nó về đây nó quét thanh khoản, tức là nó quét thanh khoản cái đáy phiên đá và đồng thời nó retest lại cái PY extreme này em nhá. Đây cái thanh khoản phiên đá ngày hôm qua chỗ này này, cái vùng giá này. Ok anh em đồng ý không? Và nếu có phản ứng lên, tức là cái vùng giá này vẫn đỡ được giá này, thì có thể là chúng ta lại tìm những cái setup ở M1, anh em lại mua lên theo trường Protrend. Tại vì sao? Vì lúc này cái xuống major hay còn gọi là xuống chính của nó đang là sóng tăng này, và sóng internal tức là sóng nội bộ sóng con này nó vẫn là sóng uptrend này, đúng không? Hai cái cấu trúc này đang hợp lưu với nhau thì anh em canh mua lên theo trường Protrend thôi. Và sóng có thể là anh em đo cả kết hợp thêm cả cái Fibonacci nữa, tức là cái công cụ PD tool này, giá nó đang ở cái vùng discount, tức là vùng giá rẻ anh em nhá, tức là vùng này vùng giá vùng giá tốt đấy để anh em có thể mua lên được. Thì đó chính là những cái điều mà anh em có thể là hợp lưu với nhau để anh em củng cố thêm cái niềm tin anh em chọn phe là bên nào mua bên nào bán, được chưa anh em? Ok đồng ý không? Rồi còn một cái trường hợp nữa là gì, nếu cái vùng PY extreme này nó mà không đỡ được giá, không đỡ giá đâu, thì nó sẽ thủng hẳn về cái vùng swing low bên dưới này. Tại sao? Vì cả cái vùng này nó sẽ thanh khoản liquidity em nhá. Về vùng này có phản ứng thì em canh buy lên. Còn nếu nó đóng nến qua sẽ là chốc đảo chiều. Ok anh em, chốc đảo chiều từ tăng thành giảm của 15. Anh em nhá, ok. Thì đấy là tần tật những cái plan có khả năng có thể xảy ra, và bây giờ mình sẽ cho nến chạy xem giá phản ứng như nào để vào phiên London mình sẽ tính tiếp. Ok anh em nhá. Rồi thì bây giờ này, em xem giá chạy như nào nhá. Cứ đợi hẳn vào phiên London đi anh em ạ. Vào bờ khoảng 15 giờ nhé. Giá tiếp tục tăng này. Đó, phiên London thì em để này. Sau khi phiên London nhá, giá tăng một mạch và không về nó kích hoạt hai cái plan này thì thôi, kệ nó anh em nhá, được chưa? Đồng ý không? Nó cũng không shoot đáy phiên đá mà nó cũng không test lại cái vùng PY này này, PY extreme này, thì lúc này nó BS lên cái thẳng cái đỉnh này. Cái đỉnh cấu trúc eternal này. Em thấy không? Và sau đó nó build cái instrument mới ở đây này. Ok anh em nhá, và lúc này xem ra phản ứng tiếp theo này. Lúc này Indusman chuyển dính lên đây này. Và bây giờ nhá, khi mà cái hiện tượng ấy, cái phiên London giá nó chạy thẳng một mạch này, thì chiều hôm qua mình hầu như là mình sẽ đứng ngoài mình xem, không có lệnh anh em ạ. Mặc dù là thứ hai hôm qua xem cái tin tức nó không có cái biến động về tin tức nào cả, nhưng mà giá chạy mạch nó thì đây mình không có điểm vào thì thôi anh em nhá. Trừ phi những anh em nào là gì, anh em nào mà hôm trước bắt được những cái lệnh mà hôm trước mình nói ở đây này, những cái lệnh nó xuyên đáy swing low của cấu trúc eternal này, em hold lên cái đỉnh swing high này thì em gọi là đánh intraday được chưa anh em. Thì hôm qua mình sẽ không tìm được điểm vào, và bây giờ mình sẽ đợi đến phiên New York buổi tối xem nó phản ứng nhau nhá. Và bây giờ đợi đến 20 giờ đi, đây bắt đầu vào phiên New York này. Đây cái lúc này cái instrument ở đây này, mình sẽ back lại cái nến này cho em xem này. Nó về nó sweep cái instrument này anh em nhá, nó sweep lại đúng không? Và lúc này mình có thể xuống M1 mình xem có setup thì mình có thể enter được em nhá. Ok, và lúc này nó sẽ confirm cái đỉnh swing high mới của M1 à, của M15 eternal trên đây này anh em nhá. Ok này, và phân tích qua cấu trúc M1 cho em thấy này, thì sóng M1 ấy lúc này nó đang là gì, nó BUS qua cái đỉnh này. Ok anh em, và sau đó lên tới đây nó mới lên cái instrument này em nhá. Ok, M1 lúc này nó vẫn là sóng uptrend này, sóng tăng này, được chưa? Và em đến thì về đây là gì, nó về đây này nó sweep
cái này là chính là cái major low của cấu trúc M1, đồng ý không? Nó trùng với cái instrument của cấu trúc M15 internal á. Ok, và lúc này xem vào là tiếp theo là gì nhỉ? Đây là sweep liên tục này. Ok anh em. Và ngay sau khi nó đồng lên tạo đáy này này, thì có setup ở đây đúng không? Mình sẽ enter một lệnh như này. L đặt bên dưới đây, 2,5 pip và target 3R thôi. Ok anh em nhá. Rồi, thì xem vào tiếp theo là gì nhỉ? Ok này, giá về đây hit lệnh đúng không? Và sau đó lên tới cái đỉnh này mình quản lý lệnh nhá. Ok anh em. Ra là TB của mình. Đây là TB lệnh đầu tiên trong cái phiên New York tối ngày hôm qua. Ok anh em nhá. Rồi, thì sau khi cái lệnh này TB ấy, thì quay lại M5, anh em check xem giá lúc này đang phản ứng như nào. Thì lúc này em để ý này, giá nó về là sweep cái đỉnh này, cái đỉnh cũ này em nhá. Ok, được chưa? Rồi, và lúc này này, xuống M1, xuống M1 em để ý này, xuống M1, cái chỗ này này thì mình phải nói anh em là gì, anh em phải kết hợp cả cái kiến thức gọi là POI ẩn nữa ở đây. Tức là ở đây sau khi nó sẽ hình thành một cái cấu trúc là cái POI ẩn chỗ này em này, em nhá. Thì á, quay lại 15 cho em xem thấy này, cái POI ẩn này đánh giá cái theo cái kiến thức cái season đúng không, tức là phiên Á tăng này, phiên London tăng thì khả năng sẽ là phiên New York sẽ một cái điều chỉnh ngắn hạn và tiếp tục nó sẽ tăng lên theo cái chiều progen, tức là chiều cấu trúc lớn này của nó. Đấy anh em, phiên hôm qua phiên Mỹ thì sẽ anh em sẽ hay hôm qua cái lúc mà TB mình up lên trên nhóm Discord đúng không, thì có một số anh em đang cái view sell, tức là đang chờ sell theo cái season đúng không. Ok, thì hôm qua mình bảo là sell được anh em nhá, và anh em xem phản ứng tiếp theo là gì nhá. Quay lại M1 này. M1 lúc này nhá, em để ý này, cái chốt đoạn này này, đây này, cái POI ẩn của nó ấy, đây này, nó sẽ trùng với cái đường này này em nhá. Thì vừa hay nó sẽ về lên, nó đồng lên tạo đỉnh, nó chạm cái POI ẩn này này em này. Thì lúc đó mình có limit lại một lệnh như này, cái POI ẩn này thực ra cái kiến thức mình cũng rất là thỉnh thoảng mình mới dùng thôi, chứ còn không phải là mình thường xuyên, nên là nhiều anh em sẽ có thể là hơi bị lạ đúng không, phải không anh em? Cái trên đây vẫn là cái đỉnh swing 2 của cấu trúc M1 nhá, còn dưới đây này sau khi nó sweep cái đáy swing low thì lúc này cái major low của M1 đang ở dưới đây này, và M1 sóng lúc này vẫn là sóng uptrend nha anh em nhá, sóng tăng chứ không phải là sóng giảm, nó trừ phi nó phải phá qua được cái đáy swing low này thì nó mới có phương đảo chiều, đúng không? Và lúc này mình sell theo cái cấu trúc M15 nhá, sau khi nó sweep cái đỉnh cũ bên trên ở bên cạnh này anh em nhá. Ok rồi, thì xem vào tiếp theo nhá. Về đây hit lệnh nha. Ok, và tiếp theo này. Và đi này. Hôm qua là sau khi hit lệnh nó sập một mạch luôn này, và để cái chỗ này nó chính là một cái vùng thanh khoản, tức là cái trend line của cái cấu trúc M1 nhá. Hôm qua mình có kể cho anh em sẵn rồi đúng không? Ok. Và chỗ này có thể một số anh em lăn tăn là nó chính là cái vùng order block của M1 internal, nhưng mà đối với mình cái chỗ này nó cũng không phản ứng nhiều đâu anh em ạ. Đây em về đây lập tức có cái nến min 3 rút dâu lên này, nó phản ứng này nhưng mà lực mua vẫn là yếu em nhá. Và sau nó sập rất là mạnh, nó phá luôn thẳng qua cái swing low của M1, nó có phần đảo chiều của một từ tăng thành giảm. Thế anh em, ok, và lệnh này cũng 3R, TB lệnh 3R. Đó, quay lại M15. Em thấy không, giá sau đó nó sập thẳng một mạch xuống anh em nhá. Rồi thì cái lúc này phân tích qua cửa cứu chung một, và đến khi sau khi TB cái lệnh này luôn ý, thì coi như là hai cái lệnh này mình gọi là nói tóm lại là hôm qua ăn may đi, bắt được cả đáy, bắt được cả đỉnh em nhá. Ok, được chưa? Còn sau đó mình bảo là thôi nghỉ một phiên, mình bảo tầm 1-2 lệnh thôi. Còn nếu mà không qua mà đánh tiếp nhá là gì, là qua cái chỗ này này, sau khi nó phá qua cái đáy swing low của một, hay gọi là đáy major low của một này, có phần là chiều từ tăng thì giảm của một đúng không, thì cái lúc này đấy này, cái chỗ này nó sẽ build một cái initial mới chỗ này này em nhá. Ok, và em xem bảng tiếp theo là gì này. Nó về đây nó lấy được cái instrument, nó confirm cái đáy swing low mới, nó chuyển dịch xuống đây. Đây em nhá. Và swing 2 lúc này nó vẫn là ở trên đây thôi này, thấy không? Được chưa anh em? Ok, thì lúc này swing 2 chuyển dịch ra cái đỉnh này này. Đấy, thì bây giờ nhá, nếu anh em có thể là đợi vào tiếp ý, thì em sẽ đợi về đâu? Thế này, đợi bây giờ nhá,
trên cả cái vùng này này, đấy này, nó hết cái vùng POI, chỉ duy nhất có một cái vùng là vùng order flow và order block trên đây này. Trên đây là vùng order flow này, và dưới đây nó chính là một cái vùng order block trong đây này. Đó em nhá, thì có thể là em đợi giá nó pullback về, nó phản ứng một trong hai cái vùng này và em sell xuống. Ok anh em, đồng ý không? Rồi thì bây giờ xem vào tiếp theo là gì nhá. Còn chờ bây giờ hôm qua nhá, có thể là đặt limit lại ở vùng order flow này. SL đặt trên đây 4 pip chẳng hạn, thì SL nó hơi dài đúng không? Thì đây là tùy nó thôi. Và target có thể 3R được, được 20 em nhá. Hoặc anh em nào mà thích thì đặt một cái lệnh ở vùng order block lại cũng được. SL nó tối ưu lại, ngắn lại được 3 pip thôi. Thì TB là 3R là 9 pip, thì nó sẽ TB nhanh hơn, nhưng tỷ lệ khả năng miss lệnh của anh em sẽ nhiều hơn. Ok anh em nhá, và xem vào tiếp theo này. Đó, và sau đó giá nó sập thẳng xuống luôn, chỗ này luôn, nó BUS luôn em nhá. Thì tóm lại là cái gì, cái vùng này này nó lưu tính khoản, không cần nhất thiết là phải chạm một trong hai vùng order flow, order block này để nó xuống. Market maker đẩy một phát lên đây, nó quét đủ thanh khoản của anh em thì nó đi xuống là chuyện bình thường. Và có thể anh em đợi lệnh cho nên bị miss lệnh. Ok, thì cái chuyện mà miss lệnh SL hay là TB là chuyện bình thường, nó là xác suất mà anh em, mình nói anh em rất là nhiều lần rồi. Phải không anh em? Thì đấy, đấy là tất những cái lệnh mà mình vào ngày hôm qua. Và em thấy đến cái thời điểm hiện tại giá của nó này. Đây. Nó chạy đến đây, cái phiên New York tối qua chạy đến cái vùng này này và bắt đầu nó nhịp pullback vào đây thời điểm hiện tại. Và tí nữa mình sẽ hẹn anh em ở cái buổi livestream trưa nay để nhận định xu thị trường, xem hành động giá tiếp theo của thằng EU này nó như nào, cũng như con vàng và con GU em nhá. Ok, còn cái kết quả giao dịch ấy, mình sẽ để đây cho anh em xem anh em nhá. Ok này, rồi thì sau có thể là sau một cái chuỗi thua thì mình có thể anh em sẽ tiếp tục một cái chuỗi thắng, và có thể là tiếp theo tôi em lại một chuỗi thua thì sao, phải không? Ok, đấy là điều hết sức bình thường, miễn là sao anh em cứ tuân thủ quy tắc, quân thủ cái tỷ lệ RR, tức là anh em các cái lệnh mà win ý, làm sao mà cái số RR của anh em nó phải cover, nó phải bao được, tức là nó phải bao trùm, nó phải bù lại được những cái lệnh em thua, em hiểu không? Anh em có thể là RR 11, 12, 13, 14, 15 tùy, thoải mái luôn, thì cái xác suất win rate của em phải cao hơn em nhá. Rồi thì đấy là tất những cái gì mà mình đã vào ngày hôm qua, và tí nữa khoảng đến khoảng tầm 12 giờ trưa nay thì anh em nhớ đón xem cái livestream nhận định xu hướng thị trường của trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày thứ ba. Ok anh em nhá. Rồi thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở video livestream. Ok, và anh em nhớ là gì, anh em nhớ like video giúp mình, và anh nào mà mới tham gia kênh thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để mình có thể ra những cái video mới, hay những cái livestream YouTube nó sẽ tự động nó thông báo đến anh em luôn, anh em không phải là chờ đợi gì cả. Ok anh em nhá. Rồi thì thân ái chào tạm biệt anh em. Ok, bye bye.